Chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Đông đang có mặt tại trường tiểu học Xuân Mai A, thị trấn Xuân Mai, huyện Trung Mỹ, thành phố Hà Nội. Và đúng theo kế hoạch đã dự kiến thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Đông cùng với những người bạn của mình sẽ thực hiện chương trình thiện nguyện mang tên Trung thu cho em, thực hiện giữa mùa Covid để cho ánh trăng luôn tròn vạnh và tươi rói như nụ cười của em vậy. Các bạn thân mến, thì như các bạn có thể thấy đây là cái khung cảnh của trường tiểu học Xuân Mai A. Cũng giống như bao ngôi trường khác thì hiện nay là do dịch bệnh nên là các con không thể đến trường học được. Và trong quãng thời gian học online vừa qua thì có một số con là có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Các con không có máy điện thoại, không có các thiết bị khác để học tập. Thì ngày 17 tháng 9 năm 2021 vừa qua thì ban đại diện phụ huynh của trường cũng như là các thầy cô giáo đã qua trao tặng 5 suất điện thoại cho các con để các con có thể học tập online. Tuy nhiên là khi làm việc với thầy Thành, hiệu trưởng của nhà trường thì hiện vẫn còn một suất nữa là các con đó là chưa có điện thoại, và Đông đã nhận là trao tặng cái điện thoại đó tương đương với cái điện thoại mà các con trước đã nhận được. Và trong cái danh sách như vậy là chúng ta sẽ có 6 hoàn cảnh để chúng ta có thể là chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Trong 6 hoàn cảnh này thì đặc biệt là có 3 hoàn cảnh khó khăn hơn. Đó là hoàn cảnh của các con là Hoàng Lan Anh và con Hoàng Anh Cuốn. Đây là hai con ở khu đầu đường 201 của chúng ta. Thì hai con này là tuy là hai gia đình khác nhau nhưng mà đều không có bố cả, và mẹ đều là người khiếm thị, hiện nay là hành nghề tẩm quất người mù thôi. Và các bạn biết là dịch bệnh thì không thể nào mà hành nghề tẩm quất được, do đó thì những tháng vừa qua là không có thu nhập, rất là khó khăn. Và đặc biệt là con Hoàng Lan Anh bây giờ là học sinh lớp 1B. Thì các bạn được biết rằng là khi vào lớp 1 học trực tiếp ở trường cũng đã rất là khó khăn rồi, bây giờ lại còn học trực tiếp học online trên thông qua các thiết bị nữa, mà nhà con thì không có thiết bị rồi, trong khi đó mẹ con lại là người mù, thì do đó thì cái vấn đề học tập của con khó khăn hơn rất là nhiều. Tiếp đến là hai trường hợp của con Hoàng Ngô Đức Thịnh và con Hoàng Ngô Nhật Minh, hai anh em trong cùng một gia đình. Em bé học lớp 2D và em lớn thì học lớp 3B. Thì bố mẹ của hai em đều là lao động tự do, nhưng mà rất là buồn là mẹ của em đang bị vu não là phải nằm viện. Bố thì trước kia là anh ấy đi lao động ở bên Lào, Campuchia, gửi tiền về để chăm lo gia đình, nhưng hiện nay thì do vợ nằm viện, anh ấy không thể nào tiếp tục lao động ở đó nữa và quay trở về gần đây để làm việc, làm thủ vạn lao động tự do thôi. Thu nhập rất là thấp, ở Long Bay mỗi một tháng chỉ khoảng 2 đến 3 triệu đồng thôi. Chính bởi vậy là đối với gánh nặng của một người đàn ông trên đôi vai, đó là kiếm tiền để lo chăm cho vợ ở viện, chăm lo viện phí và cũng như nuôi dạy các con, thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống. Và hiện nay thì anh ấy không có đủ thời gian để chăm lo cho hai con. Đông đã trực tiếp hai bé này rồi, hai bé rất là gầy, nhỏ, đen. Và một cái đáng buồn nữa là hiện nay là đang bị viêm da. Thì ngày hôm qua anh đã phải bỏ ra hơn 700 ngàn để mua tiền thuốc chữa trị cho hai con. Thì đây là hai cái trường hợp mà hai anh em trong cùng một gia đình là rất là khó khăn. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 cái trường hợp khó khăn hơn cả. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Đông sẽ cùng với các anh em của mình trao tặng cho 3 trường hợp đó, mỗi trường hợp là 2 triệu đồng, để mong muốn là hỗ trợ cho gia đình, cho các bạn đấy được ăn uống, sinh hoạt và học tập được tốt hơn. Tiếp đến là 3 trường hợp của con Tạ Vũ Bảo Nam, Tạ Lê Triều Dương và Trần Vương Bảo. Thì ba con này có hoàn cảnh gọi là đỡ khó khăn hơn một chút. Thì Đông sẽ có những cái phần quà để trao tặng cho các con giống nhau. Ví dụ đây là một cái hộp bánh trung thu để giúp cho con có một cái trung thu trọn vẹn. Tiếp theo đến đó là một cây bút viết và những cái quyển sách. Những cái quyển vở này, đây là cái mẫu vở của nhà trường để cho các con học tập. Thì riêng đối với gia đình của hai anh em thì Đông sẽ tặng nhiều hơn một chút, đó là 20 quyển vở và 2 cây bút để cho các con có thể học tập và và tiếp tục trên cái con đường mà mình học tập ở lớp nó được trọn vẹn hơn. Các bạn thân mến, thì cái tổng số tiền mà Đông sẽ kêu gọi ban đầu đó là 8.435.000, nhưng đến tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ nó lên tới là 8.800.000. Do đó thì cái số tiền thừa do dự định ban đầu mà theo bảng kê là không có cây bút này. Nhưng mà hôm nay thừa đó thì Đông đã mua cây bút và bỏ thêm một chút tiền nữa để đủ 7 cây bút cho 7 con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến cái địa điểm mà chúng ta đã hẹn trước. Và cũng không quên giới thiệu tất cả các bạn, đây là anh Nghiêm Sĩ Vững, chủ nhiệm câu lạc bộ Ban Mai Xanh cùng thành viên của mình và hai bạn nhỏ. Thì Đông muốn là hai bạn cùng đi để hai bạn biết được các cái hoàn cảnh khó khăn của các bạn khác, các anh chị khác, các em khác, để có thể là gửi những cái yêu thương của mình, khơi dậy những cái yêu thương của mình và cố gắng nỗ lực hơn trong học tập khi mà chúng ta có đầy đủ bố mẹ, khi chúng ta có những hoàn cảnh tốt hơn.
ở cái địa điểm bên kia thì các thầy cô giáo cũng như là gia đình phụ huynh thì đang chờ đón chúng ta đến, và không quên giới thiệu một người, đó là cameraman Hoàng Hùng, người đang ghi lại những cái thức hình này. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến đầu đường 201 cho cái trường hợp của hai anh em và có cái gia đình rất là khó khăn là mẹ đang bị khiếm thị và không có việc làm ạ. Xin mời. Và bây giờ thì chúng ta đã có mặt tại nhà con Hoàng Anh Tuấn, học sinh lớp 4M. Cái trường hợp hết sức khó khăn mà Đông đã chia sẻ với các bạn thì chúng ta sẽ cùng vào nhà để thăm hỏi hai mẹ con nhé. Chào chị ạ, chào con. Chào má. Chào thầy cô ạ. Đây là chiếc điện thoại là đồng bộ cùng với các con trước đã nhận được cái phần quà này từ nhà trường. Cái con nhỏ nhất là con sản và khi học các bạn sinh học ấy con tuyệt đối không được làm sản nhé, và đẹp hơn là hết. Và đây là rất là đẹp, cần được làm. Phần còn lại thì nó là một chiếc bánh trung thu người quyền vở của nhà trường và một cây bút để dành nhận bút cho con. Và vâng, xin cảm ơn. Thì đây là cái phần quà mà dành tặng cho con, và hy vọng rằng là con sẽ có cái quãng thời gian học tập được tốt hơn. Các bạn có thể thấy đây là cái túi ghi là chúc mừng năm mới, thì chắc là họ in thiếu đấy ạ, chúc mừng năm học mới ạ. Và một cái điều đặc biệt nữa chúng em muốn tặng lại, cũng không có quá nhiều, nhưng nó là một cái phần chi phí nho nhỏ để hỗ trợ cho con học tập được tốt hơn, là nhóm thiện nguyện là muốn trao tặng thêm cho hai mẹ con trị giá là 2 triệu đồng ạ. Đây, con cầm nhá, con cầm giúp cho mẹ nhá. Con cầm lên để chú cho chú chụp ảnh nhá. Con cầm lên. Và đặc biệt là hai đã chung tay chương trình 6 bộ máy tính của em, và đặc biệt tập thiết bị tập rất là quý giá trong thời điểm mà đang phải sử dụng học online như này. Thì chúng tôi cũng mong muốn là câu lạc bộ tiếp tục quan tâm giúp đỡ hơn nữa đối với em Hoàng Tuấn, cũng như là một số em học sinh của nhà trường hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tập thể giáo viên và các em học sinh, và đặc biệt em Hoàng Tuấn xin cảm ơn các anh, và cũng mong là qua cái thiết bị này rất nhỏ thôi, còn cố gắng làm cái việc lớn. Mẹ. Vâng ạ. Thế em xin cảm ơn anh Thành, ban giám hiệu nhà trường và cùng toàn thể các thầy cô giáo và câu lạc bộ tình nguyện trong cái dịch bệnh Covid khó khăn này, thì thầy giáo với các cô các chú trong ban tình nguyện sang quan tâm giúp đỡ mẹ con em. Thì em rất là vui mừng, phấn khởi, em xin cảm ơn. Các bạn thân mến, thì như Đông đã giới thiệu đầu chương trình thì chị Hoàng Thị Loan là mẹ của em Hoàng Anh Tuấn, cũng như là bên cạnh một hoàn cảnh nữa, lát nữa chúng ta sẽ đi kế ngay bên cạnh đây thôi, cùng với chị Hoàng Thị Dương, thì rất là thiệt thòi trong cuộc sống này là hai chị không có được ánh sáng. Do đó thì với một bà mẹ đơn thân mà nuôi con nó rất là nhiều vất vả, lại khi dịch bệnh như thế này, thì chúng tôi là mong muốn là các mạnh thường quân rồi các anh chị em, những người xem được video này, nếu như các anh chị có thể hãy san sẻ một phần cái tài chính của mình để đóng góp và chia sẻ, và mọi thông tin thì chúng tôi để công khai. Các anh chị có thể liên hệ tới Đông, hoặc liên hệ tới thầy Thế Thành, hoặc là liên hệ trực tiếp tới chị Hoàng Thị Loan để có thể là đến nhà để thăm hỏi và trao những phần quà để giúp cho con vươn ra được ánh sáng.
có nghĩa là gì? Con sẽ là ánh sáng, là tương lai của mẹ, được xa hơn và được cao hơn, được rõ ràng hơn. Các bạn cũng có thể thấy là ngôi nhà của hai mẹ con rất là khó khăn, đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn thấy cái trần đây. Nếu như các anh chị nào mà có thể là phát tâm phát nguyện, có thể là sửa chữa trần nhà cho hai mẹ con. Và bên trong này tất cả mọi thứ đều không có gì, bên đằng sau nó cũng rất là tềnh toàng. Như vậy là cuộc sống cũng rất là khó khăn. Khi vào ngôi nhà này thì chúng ta cũng có cả cảm nhận được rằng ở đây nó cũng thiếu ánh sáng. Nó một phần nào phản ánh thực tế của gia đình, của đôi mắt của chị. Chính bởi vậy mọi cái nguồn sáng duy nhất bây giờ là dồn vào em Hoàng Anh Tuấn. Và lát nữa hoàn cảnh bên kia cũng thế, là dồn vào đứa con trong gia đình, để mong muốn là giúp cho các con học tập tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn. Và không biết là Hoàng Anh Tuấn có muốn chia sẻ gì cùng với lại các cô, các chú hoặc là những người mà đã giúp cho con có những cái phần quà ngày hôm nay không? Con xin cảm ơn. Cảm ơn cô ạ. Cố gắng học thật tốt để cho mẹ vui nhá. Cảm ơn thầy Thành hiệu trưởng. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái hoàn cảnh thứ hai và ngay gần đây thôi ạ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với trường hợp của con Hoàng Lan Anh, học sinh lớp 1B, và con của chị Hoàng Thị Dương ạ. Xin mời mọi người. Ta đến với ngôi nhà của con Hoàng Lan Anh, học sinh lớp 1B của chị Hoàng Thị Dương. Các bạn có thể quan sát đây là cái khung cảnh trước khi vào nhà. Mọi đồ đàng, đồ đoàn ở trong nhà, đồ vật dụng nó cũng rất là đơn sơ thôi, và không có gì cả. Thầy chào em, mời các thầy cho cô vào trong nước ạ. Anh chào chị Dương ạ. Chào con Lan Anh nhé. Chị Dương ơi, thì em là Đông hôm qua đã cùng với bạn Hương đến gặp chị đấy ạ. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì em cùng với lại các anh em trong đoàn thiện nguyện có một cái món quà nho nhỏ để dành tặng cho con. Và ngày hôm nay có một điều hết sức đặc biệt nữa, mà không chỉ có các anh em đâu, mà có cả thầy Nguyễn Thế Thành, hiệu trưởng của trường tiểu học Xuân Mai đến để thăm con, để chúc cho hai mẹ con có một cái trung thu nó thật là ấm áp, và các cô giáo nữa. Thì đây là một cái phần quà nho nhỏ, thì anh Nghiêm Sĩ Vững, chủ nhiệm câu lạc bộ Man Mai Xanh sẽ sang để trao tặng cho con một phần quà bao gồm một cây bút viết, một hộp bánh trung thu và một quyển vở của nhà trường ạ. Thế em cũng xin cảm ơn thầy về cô về các anh cho em mẹ con, em xin chân thành cảm ơn, em cũng không biết nói gì hơn ạ. Và một phần quà nữa mà nhóm thiện nguyện muốn dành cho con đó là 2 triệu đồng chị ạ. Vâng, em muốn là tặng cho con thêm 2 triệu đồng để giúp đỡ cho chi phí cho gia đình ạ. Vâng, em xin cảm ơn các bác ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh ạ. Có lẽ là cũng muốn là giới thiệu lại một lần nữa để cho các anh chị biết về cái điều kiện. Đó là hai mẹ con thì bây giờ là không có một cái đôi vai mạnh mẽ, một đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông ra trong gia đình, mà chỉ có hai mẹ con thôi. Thì cuộc sống của chị phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà chúng ta nói đơn giản là hành nghề tẩm quất người mù đó. Xin được nói theo nghĩa đen như vậy. Nhưng mà hiện nay thì dịch bệnh là đã 2-3 tháng nay rồi, đúng không ạ? Và chị không có thể là tiếp tục công việc này nữa. Thì chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của chị hiện tại, bây giờ thu nhập như thế nào và hai mẹ con đang sinh sống như nào được không ạ? Em có giới thiệu với các bác cấp trên là hiện tại thu nhập của mẹ con thì em 3 tháng nay là không có việc nào và rất là khó khăn ạ. Đó. Đối với một người bình thường, chúng ta khỏe mạnh, đặc biệt là có đôi mắt sáng, làm nó đã khó khăn rồi, mà còn với một người mẹ nuôi một đứa con không có thu nhập. Các bạn thử tính nghĩ xem, nếu như chúng ta bình thường ấy, với một người mù như vậy tẩm quất thì được bao nhiêu tiền trong một ngày? Và bây giờ chúng ta mà chị đã không có thu nhập nữa thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Đặc biệt là con Hoàng Lan Anh, bây giờ là năm nay là con bước vào lớp 1. Một bé mà bước vào lớp 1 khi mà ở trực tiếp ở trường, được cô giáo giảng dạy, cầm tay dạy từng viết một chữ một, nó cũng là một cái điều gì đó rất là khó khăn rồi để cho con bắt đầu bước chập chững vào đời, bước chập chững vào trường tiểu học. Vậy mà hiện nay thì con đang ở nhà, không có thiết bị học tập, vừa qua thì nhà trường đã hỗ trợ rồi, còn trước đó thì hai mẹ con thường xuyên phải đi học nhờ. Và có một cái điều thiệt thòi nữa cho con đó là gì? Mẹ không có đôi mắt sáng, như vậy là dạy con rất là khó khăn. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy ngôi nhà rồi ạ. Nó cũng không hơn ngôi nhà vừa nãy đâu, nó cũng không hơn đâu, và có rất nhiều cái điều kiện đang rất là khó khăn ở trong này. Và hy vọng rằng thì một lần nữa kêu gọi các anh chị có lòng hảo tâm, chúng ta sẽ theo cái thông tin liên hệ theo cái danh sách của nhà trường
có chữ ký của thầy Thành và đóng dấu đó thì các bạn có thể trực tiếp đến để hỏi thăm, để chia sẻ những cái tài chính của mình để giúp cho các con được tốt hơn nhé. Vâng ạ. Vâng, Lan Anh có muốn chia sẻ gì với các cô chú với mọi người đang theo dõi video này không? Không có. Thế hôm trước cầm đến điện thoại thì con đã sử dụng nó chưa nhỉ? Con sử dụng rồi, con cũng rất vui ạ. Ở trong này thì có 10 quyển vở nhé, 10 quyển vở của theo đặt theo mẫu của nhà trường này, bánh trung thu này, mai ngày kia đến trung thu rồi con với mẹ sẽ cùng cắt bánh nhá. Và một cây bút để cho con viết bài luyện chữ đẹp được tốt hơn nhá. Và chú chúc con là sẽ là đôi mắt sáng trong tương lai của mẹ để giúp cho mẹ có cái cuộc sống về sau được tốt hơn. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì chắc là chúng em sẽ xin phép để di chuyển đến thăm hỏi các con khác cũng có cái hoàn cảnh khó khăn trong đợt này. Và bây giờ thì chúng ta đang đến số nhà 104 tổ 3, nhà của bạn Tạ Vũ Bảo Nam. Thì bạn ấy cũng có một hoàn cảnh cũng rất là khó khăn khi mà một mình mẹ nuôi hai em ăn học, và mẹ thì có làm nấu ăn cho trường tiểu học Xuân Mai A của chúng ta, nhưng mà rất tiếc do dịch bệnh nghỉ nên là mẹ cũng đang không có việc làm. Xin mời các anh chị cùng vào thăm nhà con. Em mình ơi. Cùng với thầy Nguyễn Thế Thành và cô giáo là đến có một cái phần quà nhỏ nhỏ tặng cho con Tạ Vũ Bảo Nam trong cái đợt trung thu này. Thế mời thầy mới lại các bác vào nhà uống nước đã. Bạn Nam sáng nay phải mẹ phải đưa đi ra viện ba khám vì là cháu nó bị đau bụng xong lại bị nôn nhiều. Thế là mẹ cháu phải đưa cháu đi uống mỗi người tới mà. Nó rất là khổ. Điều kiện bây giờ kinh tế đang khó khăn mà con bị bệnh như thế thì hy vọng là sau cái buổi ngày hôm nay sẽ nhận được tin tốt và không có vấn đề gì sẽ xảy ra với con. Sáng nay rồi. Thế là hai mẹ con là đi xe máy hay đi xe gì đi? Xe máy mẹ nó có biết đi đâu. Mẹ nó thật nói thật thầy cô là ngày xưa nó bị ngã xe một lần nên là nó sợ từ đấy. Nó không đi. Đó, chị còn không đi xe máy nữa là phải đi các phương tiện khác. Thì mẹ con nhà cháu không có nhà thì thay mặt gia đình là cho tôi là bà ngoại cảm ơn nhà trường, thầy giáo, cô giáo và cảm ơn tất cả các vị mạnh thường quân đã đến giúp đỡ. Hôm qua thì cháu nó cũng nói chuyện qua mẹ nó ấy, thì sáng nay mẹ đi sớm mẹ nó bảo con không có nhà thì các bác đến thì mẹ tiếp các bác hộ con. Vâng. Đại diện anh Nghiêm Sĩ Vững ạ. Vâng. Thế thì cho gia đình cảm ơn ạ. Vâng. Cảm ơn cho đồng bộ. Thế bà cần giúp người cháu. Mẹ cháu thì cũng vất vả lắm. Vì là một mẹ hai đứa con. Thế lại mẹ nó đi làm ở đấy thì cứ học sinh đi học thì mới có lương. Còn không có là không, mà công ty đấy thế nào ấy. Dịch lần trước thế lần này thế không có hỗ trợ nhân viên một đồng nào cả. Mà ở xóm họ mà đi làm công ty rồi thì công ty phải chịu trách nhiệm. Thế cho nên là cháu nó cũng vất vả. Ông bà thì già rồi, cũng không lo được nhiều cho cháu. Thế là anh lớn là học lớp mấy ạ? Đấy cháu Bảo Nam là học lớp 1. Còn một bé gái năm nay gần 5 tuổi nhưng mà chưa được đi mẫu giáo. Tại vì là mẹ nó bảo là thôi thì cứ ở nhà dạy rồi mai đến 5 tuổi thì cho đi năm cuối để cho cháu biết chữ. Thế còn cố gắng anh lớn thôi. Anh lớn là năm nay lên lớp 2. Năm nay lên lớp 2 đi. À, lớp 2. Anh lớn lên năm nay lên lớp 2 và em nhỏ đến bây giờ 5 tuổi còn chưa đi học mẫu giáo gần các bạn tuổi. Ạ. Gần 5 tuổi còn chưa đi học mẫu giáo. Và các bạn biết là bây giờ thì khi bước vào lớp 1 các con không còn đánh phần EA nữa mà các con có khi là bắt buộc phải đọc trơn rồi. Thì đây là một cái thiệt thòi rất là lớn. Và như cháu được biết thì như là ông nhà mình cũng đi làm bảo vệ đúng không ạ? Ông đi bảo vệ thì trả đủ tiền ông. Vâng. Thế thì tớ cũng có lương, một ít lương thì là thôi thì bà cháu cứ rúng rùm vào đấy. Những cái ngày này thì không có thì tất tần tật là trông vào đồng lương của bà thôi. Vâng. Mẹ cháu thì mỗi tháng ví dụ đi làm đều thì được 4 triệu hơn 4 triệu một tí. Vâng. Này mà mẹ nó cũng hay ốm nữa. Vâng. Mẹ nó cũng để chữa hai đứa là trước thì không bị hen đâu. Xong là bây giờ là kiểu hen, bác sĩ giải thích là hen do thay đổi nội tiết tố, thì thỉnh thoảng
cứ cơn rồi rồi chứ là mẹ cháu cũng khó thở khó chịu. Đấy, thế là xe đạp thì xe máy thì không biết đi. Không đi được. Thế là hàng ngày đạp xe lên trường để đi ăn. Không, các chị đi trời tàn ngày, các bác cũng thương lắm. Vâng. Thì là các bác ấy lai đi. Lai đi thì hôm tới thì đi đón cháu. Vâng. Thế là cũng rất là khó, bởi vì ông bà bây giờ cũng cao tuổi rồi. Một chút lương hưu của bà và một chút thu nhập nhỏ nhoi của chị thôi. Và bây giờ nuôi hai đứa bé, hai anh em ăn học, nó không còn giống với thời xưa nữa. Các cụ ngày xưa nói là cứ đẻ con ra rồi tự nó sẽ lớn lên, rồi người ta nói là gì, tự nhiên lại quên mất cái câu đấy, là đại loại như thế nào mà trời sinh voi trời sinh cỏ. Trời sinh voi trời sinh cỏ, đúng rồi, cảm ơn Hoàng Hùng cameraman của chúng ta. Trời sinh voi trời sinh cỏ, nhưng nuôi một đứa con bây giờ nó không chỉ là việc ăn uống nữa, mà nó cần phải học tập, bởi vì xã hội bây giờ nó phát triển hơn rất là nhiều rồi. Và cái điều kiện của các con như vậy thì cũng mong là các anh chị xem được video này thì chúng ta sẽ có những cái sự hỗ trợ dành cho các con. Còn bây giờ thì chúng cháu xin phép để di chuyển cho các cái hoàn cảnh của các con tiếp theo ạ. Và mấy hôm trước ấy thì là cô giáo cũng thương, cô cũng gửi bài về qua máy của cụ. Thế xong là mẹ lại sang để về hướng dẫn con dạy. Cháu không có máy thì nhà trường cũng cho cái máy điện thoại. Thế là cũng quan kiêm thìa các thầy cô cũng cho cái máy điện thoại để cho cháu học. Hồi trước là không có máy học đâu. Vâng. Thế là cái máy của mẹ nó thì nó cũ lát quá, nó không tải được. Vâng. Thế là mượn máy của cụ bên kia là cô gửi về đấy thì mẹ cháu dạy cháu. Thế là máy bây giờ là sử dụng máy của nhà trường tặng, nhà là trường dùng tặng học được rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng, rất là vui. Thế là cháu cũng có máy, mà mẹ cháu cũng cứ ai nấy. Vì ở cái lớp đấy là có hai bạn nữa cũng khổ lắm. Vâng. Thì là mẹ cháu cứ bảo là các bạn cũng khổ mà mình được này mình ai nấy lắm. Vâng. Đấy, cứ bảo hôm nào tiết kiệm được thì con lại mua nó chụp tiền để nó mang sang cho. Vâng. Mẹ nó. Vâng. Thì cứ bảo hôm nào con đi làm thì có tiền thì con lại mua thì nó chụp. Vâng. Đấy, thì thông qua những lời mà bà chia sẻ, nó thể hiện đúng cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta. Luôn luôn là biết tương thân tương ái, khi nhận được máy thì cũng rất là áy náy so với những hoàn cảnh khác. Và cũng giống như lời mà thầy Thành đã chia sẻ với Đông từ trước, thì hiện nay là trường tiểu học Phương Mai A còn rất là nhiều các hoàn cảnh khó khăn khác. Và sau cái buổi ngày hôm nay thì Đông sẽ ngồi làm việc với thầy và xin thầy một cái danh sách cụ thể có chữ ký của thầy và đóng dấu của thầy, để có thể là đưa lên các anh chị có thể xem thấy và có thể hỗ trợ được phần nào cho các con ạ. Và cảm ơn bà rất là nhiều. Các bạn, và bây giờ chúng ta đến với trường hợp của con Trần Vương Bảo ở khu chợ Chiến Thắng của thị trấn Xuân Mai. Cháu chào ông ạ. Vâng, thì chúng cháu thầy Thế Thành hiệu trưởng và cô Vân Anh đại diện ra trường có một cái phần quà nhỏ nhỏ tặng cho con. Vâng, chào các bác. Vâng, cho con trong cái dịp trung thu này. Vâng. Chào các thầy, các cô. Dạ vâng. Thầy thay vào đi. Vâng. Vâng ạ, để ba cháu gọi. Cái lăn lộn để nuôi thì các cháu cùng với ông bà còn mẹ thầy. Vâng. Mẹ cháu thì xin lỗi các thầy, bà cháu cũng không muốn nói thật, nhưng mà thằng với lại hai đứa cháu nhỏ thì bố thì trước thì làm trong miền Nam thì nó vợ con nó không có, thì cứ làm được đồng nào thì nó tiêu xài bè bạn hết. Thế xong là qua Tết nó mới ra ngoài này thì là bà cháu không cho đi nữa, bà cháu bây giờ con nhỏ lại hai ông bà già cố mà cũng đột quỵ không đi được. Thế mà tao thì già rồi mà nếu không mà cứ mang theo miền Nam thì nếu bố mình chết gọi điện về ngay thì về lấy đâu tiền, ra chết gọi về ngay lấy đâu tiền ở nhà. Thế là bây giờ ở nhà thì hôm nay đang đi tìm việc con cả ngày, không ngồi ở đây mà ông bị hai đứa quỵ. Bây giờ là bà có làm gì không ạ? Bà không có việc làm, bà chỉ có đi làm gọi là ai mượn cái gì thì bà làm cái đấy thôi. Như vậy là ông thì bị 4 lần đột quỵ, gần như là không còn sức lao động. Bà thì bây giờ là ai thuê gì làm đấy. Thế còn bố của con là anh Trần Văn Long thì hiện nay cũng đang là
đang tìm việc. Vâng, hôm nay và đang... con là ở cùng với bố với ông bà. Vâng. Như vậy là hoàn cảnh của con hết sức khó khăn. Hôm trước thì con nhận được món quà của nhà trường gửi đến con rồi đúng không? Vâng. Con đã sử dụng được chiếc điện thoại đó để cho học tập chưa? Vâng. Rồi, thì cố gắng để học tập đấy nhé. Vâng, con và cảm ơn các thầy, các cô. Cảm ơn. Vâng. Và ngày hôm nay thì đoàn tình nguyện của chúng cháu thì cũng biết được hoàn cảnh thông qua các hoạt động của nhà trường. Vâng. Thì cũng có một cái phần, thêm một phần quà nhỏ nhỏ nữa là một chiếc bánh trung thu kèm theo 10 quyển vở và một cái bút viết hỗ trợ cho con trong năm học mới tốt hơn. Vâng. Và xin mời anh Nghiêm Sĩ Vững để trao tặng cho thầy cũng mong là cái dịch bệnh này nó sẽ chết chú các bác. Cảm ơn các chú, các bác, các cô. Rồi, chúc con giỏi nhá. Vâng, cảm ơn. Vâng, thì cũng mong dịch bệnh nó sẽ sớm qua đi để bố của con sẽ sớm được tìm được việc làm để hỗ trợ kinh tế cho gia đình được tốt hơn. Vâng, hôm nay cháu có đi tìm việc ở ngoài Hà Nội nhưng mà không biết là dịch bệnh này cháu đi từ sớm. À, nhá, vâng. Vâng, thì xin phép bà để tiếp tục đi chơi nhé. Các thầy là... Đây là ngôi nhà của anh Hoàng Văn Thạch cùng với hai con. Đó là 20 quyển vở, hai cây bút và một hộp bánh trung thu. Thì hy vọng là đây là những cái mà sẽ hỗ trợ cho các con trong học tập được tốt hơn. Con ơi, con đứng lên đây. Con ra bộ nhát mà đi tới. Con gan con đâu? Các bạn có thể thấy nhìn thấy ngôi nhà nó cũng không có gì đâu ạ, rất là đơn giản như này thôi. Nhà là đang đi thuê. Vâng, nhà này là đang đi thuê một cái bộ ghế sofa cũ gọi là xin của người ta, giường chiếu rồi nó cũng không có cái gì cả. Chơi thì bởi vì là bố của hai bạn đó thì đang là làm cửu vạn gần chỗ đông. Bây giờ để một cái phép so sánh đơn giản như thế này để cho các bạn dễ dàng hình dung hơn. Đây là con trai đông, là bạn ấy đang học lớp 5. Đấy, còn bạn lớn nhà mình đúng không ạ, học lớp 3 đúng không ạ? Vâng, bạn nhỏ học lớp 2. Và các bạn có thể nhìn thấy cái khoảng cách nó như thế này. Điều kiện của anh cũng rất là khó khăn như Đông chia sẻ ban đầu. Thì hiện nay là vợ nằm viện u não, hai chị lao động tự do. Và anh thì trước đó là mình làm việc bên Lào với Campuchia đúng không ạ? Vâng, nhưng bởi vì là chị phải đi viện nên là anh bắt buộc phải về làm gần nhà. Và bây giờ làm lao động chân tay mà chúng ta nói nôm na làm cửu vạn đó. Thì mong là các anh chị xem được video clip này. Có thể là liên hệ trực tiếp với anh Thạch và đến thăm nhà và chia sẻ cho anh phần nào khó khăn trong cuộc sống ạ. Thì ngày hôm nay thì không biết là anh Thạch có muốn nhắn gửi gì đến các anh chị mà đã quyên góp ủng hộ cho gia đình mình không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn tất cả thầy cô giáo. Bằng mai xanh. Các con có muốn nói gì không? Cảm ơn. Con nói gì nào? Hoàng Ngô Nhật Minh đúng không? Dạ. Anh lớn là Hoàng Ngô Nhật Minh, còn em nhỏ là Hoàng Ngô Đức Thịnh ạ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn thầy cô. Cô giáo ạ. Vâng. Các bạn nhìn thấy là bạn ấy đang gãi tay đấy, là bạn đang bị ngứa, hiện tượng của viêm da đấy ạ. Anh cố gắng nhá, biết rằng là anh bây giờ đang rất là vất vả để kiếm tiền lo chữa bệnh cho chị, lo cho con ăn học, nhưng mà cố gắng là chăm lo vệ sinh cho các con nó sạch sẽ, bôi thuốc nữa để cho con nó mau khỏi. Bởi vì nếu như các con mà không khỏi, các con bệnh thêm là anh sẽ lại tốn thêm tiền. Và như thế thì gia đình chúng ta lại càng ngày càng thêm khó khăn hơn nữa. Đặc biệt là anh phải giữ gìn sức khỏe, làm việc đến đâu cũng phải giữ gìn sức khỏe.
bây giờ anh chính là đôi vai vững chắc nhất của gia đình rồi. Ngôi nhà này thì đang thuê các bạn, đang thuê và dự kiến là có thể thuê hết năm nay, thì cái ông chủ hiện tại của anh ấy là cũng có nói là sau khi hết năm nay, nếu không nhầm đúng anh Thạch, là sẽ về ở cùng với ông đấy, thì có thể là nó sẽ bớt đi một phần nào chi phí. Còn thực tế ngôi nhà nó không có gì, các bạn có thể quan sát thấy là nó không có cái gì nhiều luôn, mọi thứ rất là đơn sơ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Chị có diễn biến thế nào sắp được về đây? Tốt hơn. Chúc chị mau chóng và đỡ bệnh hơn để trở về nhà với anh và hai con. Còn bây giờ xin chào anh ạ. Chào các con nhé. Và chúng ta đến với cái hoàn cảnh cuối cùng của con Tạ Lê Triều Dương. Thì hàng ngày là bố của con đi làm, và theo thông tin đông được biết thì đang mới làm được mấy ngày thôi ở cái khu mà chợ sắt ở dưới khu bê tông ấy. Và con ở nhà một mình. Ở nhà một mình, đây là một loạt cái khu dãy trọ cùng với các bạn sinh viên, các anh chị, cô chú sinh viên khác ở đây. Thì trước đó thì con không có thiết bị học tập nên là cô chú là cho mượn cái máy tính để học, nhưng mà máy tính đó thì lại không có camera và không có mic nên là cũng rất là khó khăn. Vừa rồi thì nhà trường đã tặng cho con một chiếc điện thoại Vsmart rồi. Rất là ngộ nghĩnh phải không ạ? Và con cũng tự giác rất là cao. Thì trong khi mà có thể là có những buổi trưa là bố về hay không về thì con cũng tự cắm cơm trước để có thể chờ bố về cùng ăn cơm hoặc ăn cơm một mình. Xin mời tất cả các anh chị cùng vào nhà thăm con. Đây là cái phần quà mà nhóm là tặng cho con luôn đấy ạ. Sẽ là bánh trung thu con nhé. Bánh trung thu này, một cây bút này, và bên trong này là 10 quyển vở. Con cố gắng viết chữ đẹp và học thật tốt nhé. Con có biết đây là ai không? Đúng rồi, thầy gì nhỉ? Thầy hiệu trưởng, thầy Thế Thành hiệu trưởng nhé. Và đây là cô Vân Anh, đúng không? Sau này thì con sẽ quay lại trường, và hy vọng sớm con sẽ quay lại trường học cùng thầy cô. Thế bây giờ là ở nhà mình đúng không? Thế có mời thầy cô với cô chú vào nhà chơi không nhỉ? Xin mời, mở cửa, xin mời chủ nhà. Rất là ngộ nghĩnh phải không ạ? Mời thầy ạ. Vâng, để cho vào, mời các bạn cùng vào để biết hoàn cảnh của con đang ở như thế nào. Đây chắc có lẽ là cái tập thể dục hàng ngày đấy, bố yêu cầu rèn luyện sức khỏe. Đây ạ, một cái căn phòng rất là nhỏ thôi. Nó mang tính chất là phòng trọ sinh viên, nó chỉ có diện tích như này thôi để cho hai bố con cùng ở với nhau. Và đằng sau thì nó chỉ có khoảng bếp rất là ngắn thôi để làm bếp, nấu ăn và khu nhà vệ sinh. Và các bạn thấy không, bé nhưng mà tính tự giác rất là cao, đang đi lấy cốc để rót nước để mời thầy cô và các cô chú đấy ạ. Hai con nhìn thấy đấy không? Đấy, hai con nhìn thấy không? Em ơi, con phải gọi bằng anh đúng không? Học tập điều kiện như này, nóng, cảm giác như là rất là nóng, đặc biệt là mùa hè mà khi buổi chiều cái hướng tây này rất là nóng luôn. Hướng tây rất là nóng và cái mái tôn này cũng thế. Bạn ấy ở với bố rồi, ở với bố, và bố đang đi làm, bố đang đi làm ở dưới kia được mới được có mấy ngày thôi. Trước kia thì bố bạn ấy là có tranh thủ là bán thêm mấy cái đồ bên ngoài khi mà sinh viên ở Đại học Lâm nghiệp còn nhiều, và bố chạy xe ôm. Nhưng bây giờ thì sinh viên học trường lâm nghiệp không còn nhiều nữa, và cái nghề xe ôm cũng ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên là bố ấy phải đi làm thêm. Và theo những người nhà chia sẻ thì bố bạn ấy cũng rất là to béo, nhưng mà anh không may mắc cái căn bệnh đó là về xương khớp, nên là sức lao động của anh cũng yếu, anh ấy rất là vất vả trong cái vấn đề di chuyển rồi làm việc, mướt mồ hôi đúng không? Thế vừa từ nãy giờ, từ sáng giờ con làm gì? Chơi với các bạn à? Có xem tivi không đấy? Có xem xem laptop với lại máy điện thoại không đấy? Đây là chiếc điện thoại học đúng không? Con phải cất cẩn thận lên trên bàn kia nhá, chứ không là ngồi đây nó rơi nó vỡ thì lại mất cái thiết bị học.
Cô Vân Anh có muốn dặn dò gì con không ạ? Chuẩn bị trung thu rồi, chắc là thầy cô cùng với các chú trong ban thiện nguyện và hoa mai xanh đến để tặng chút quà cho con, cho con một vài chút bánh để chia sẻ với con trong dịp trung thu. Thì chúc con năm học mới luôn luôn mạnh khỏe và học tập thật tốt con nhé. Thầy cô giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt. Rồi, con có muốn chia sẻ gì không nhỉ? Con có muốn nói gì không? À, chúng ta hồi nhỏ thì có một cái bộ phim rất hay, đó là Ở nhà một mình, đúng không ạ? Bộ phim nước ngoài. Nhưng mà ở nhà một mình cậu đấy thì có quá nhiều điều kiện tốt rồi. Còn ở nhà một mình đối với một anh chàng này chỉ là những cái con vật ngoài kia, hoặc là các cô chú sinh viên thi thoảng bạn thang chơi. Và ở nhà một mình là tự cắm cơm, tự ăn uống, tự thể dục, tự thể thao và tự học luôn. Cũng may là có một phần nào của các cái cô chú ở phòng trọ sinh viên sang để hỗ trợ. Chúc con học tốt nhé. Rồi, còn bây giờ thì thầy cô với cô chú là sẽ di chuyển đi về đây. Chào con. Đến như vậy là chuyến thiện nguyện của chúng ta ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp. Đây là chính là điểm đến cuối cùng trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và Đông rất là mong muốn được nghe những chia sẻ từ thầy Thế Thành ạ. Vâng, cũng báo với anh Đông cũng như các anh trong đoàn thiện nguyện cũng như là tất cả mọi người. Hôm nay tôi cũng rất là xúc động được đi cùng với đoàn đến để động viên chia sẻ với các em học sinh của nhà trường có những cái hoàn cảnh khó khăn. Và đối với nhà trường thì chúng tôi thì cũng vẫn còn rất nhiều những cái em có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù nhà trường đã hết sức cố gắng, tuy nhiên thì số lượng các em nó cũng còn nhiều. Và chính vì vậy mà cũng mong là đoàn cũng như tất cả mọi người tiếp tục đồng hành cùng với lại thầy và trò nhà trường chúng tôi để làm sao được rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ phần nào để nhà trường có những cái kết quả nhờ cái sự giúp đỡ của mọi người để các cháu có điều kiện học tập để sau này sẽ có những cái đóng góp. Thứ nhất là đối với bản thân các em cũng đã được có những cái điều kiện và sẽ cùng chung tay để làm sao mà cái kết quả trong cái học tập cũng như là cái công việc sau này các em nó sẽ có tốt hơn. Một lần nữa thì cũng mong là đoàn và tất cả mọi người hãy đồng hành cùng với thầy vai trò để trường tôi để tiếp tục giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn anh Đông và tất cả mọi người. Cảm ơn sự chia sẻ của thầy. Anh Nghiêm Sĩ Vững đại diện cho câu lạc bộ Ban Mai Xanh. Khi mà đi tham gia cái buổi ngày hôm nay thì anh có thấy nó có điểm gì khác so với những chương trình mà anh đã làm rất nhiều trước kia không ạ? Xin chào tất cả các mạnh thường quân. Chương trình của chúng tôi hôm nay đi thăm 6 trường hợp trên khu sân ba chiến thắng. Bản thân tôi đại diện cho câu lạc bộ thể nghiệm Ban Mai Xanh cảm nhận được thực tế các con có những hoàn cảnh khó khăn qua cái mùa dịch này, đến và trải nghiệm cái hoàn cảnh từ những đứa bé như trường hợp của cháu đây khó khăn dịch bệnh, mình đi để trải nghiệm mà cái thực tế. Qua đây xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ các con trong mùa dịch này. Một lần nữa thay mặt câu lạc bộ Thành Ban Xây cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn thầy Thành đã có một chuyến đi rất là ý nghĩa, cảm ơn anh Đông đã tạo cầu nối cho câu lạc bộ Thành Ban Xanh chia sẻ đến các con nhiều hơn. Qua đây, qua cái đoạn video này thì cũng mong các nhà hảo tâm sẽ có cơ hội để chia sẻ, để gắn kết hơn đến những mảnh đời bất hạnh khó khăn trong mùa dịch. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh Vững. Và bây giờ thì Đông muốn nghe cái sự cảm nhận, lý do ngày hôm nay Đông đưa bạn con trai của mình đi là bạn Ngô Bình Minh, cũng như là anh Vững đưa con gái mình đi. Vậy thì bạn Bình Minh, bạn khi mà đi biết được những cái hoàn cảnh của các em, đúng không ạ? Bạn Bình Minh năm nay học lớp 5 rồi, các em bên dưới khó khăn như thế thì con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy rằng các em đấy thật khó khăn, gian khổ. Và con cảm thấy áy náy vì mình còn chưa làm được gì so với các em. Mình còn chưa tự giác được với các em ít tuổi hơn mình. Rồi, như vậy là có nghĩa là mình đã có cái điều kiện tốt hơn thì mình cần phải cố gắng tốt hơn, đúng không? Vâng. Và hy vọng rằng trong năm học tới thì các con sẽ có nhiều các hoạt động để san sẻ. Trước mắt là cho các bạn khó khăn cùng lớp mình
và sau đó là cho các em khác nữa nhé. Vâng. À, các bạn thân mến, đó là những cái lời chia sẻ hết sức chân thật của thầy Thành, của anh Vững, rồi của con Ngô Bình Minh và cá nhân Đông, người phát động cái chương trình này. Cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị và các bạn đã gửi những cái phần tài chính của mình. Mặc dù Đông biết rằng là thời điểm dịch bệnh thì ai cũng có khó khăn cả, nhưng mà cái tinh thần người nghề Việt Nam là vậy, lá lành đùm lá rách và lá rách ít thì sẽ đùm lá rách nhiều. À, tất cả các thông tin của các con thì như các bạn đã biết là từ bài đăng trên Facebook của Đông cũng như là video này thì hoàn toàn là chia sẻ lại những cái danh sách mà có, thì các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm và các anh chị có thể theo những cái thông tin đó để đến trực tiếp để chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra thì có thể liên hệ tới nhà trường và có rất nhiều các hoàn cảnh khác như thầy Thành đã chia sẻ đó, còn rất nhiều các hoàn cảnh khác. Mong là các anh chị chúng ta cùng chung tay để những cái mầm non trong tương lai sẽ được vươn sáng hơn. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và có thể là xin hẹn lại các anh chị cùng trong các chương trình đồng hành tiếp theo.